Tranh đa quý Tân Vũ Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục trí tuệ của nhân. Trong chuyên mục trí tuệ của nhân ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ 8 cách tiêu trừ tai họa của cổ nhân, giúp bạn sống một cuộc đời an lạc. Kính thưa quý vị và các bạn, Yến Thủ, một chính khách làm tới chức tể tướng, vừa là nhà thơ nổi tiếng vào thời Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người có kiến thức cao minh, vì tinh thông học đạo nên luôn tránh được họa hại và tai ương đến với mình, cả đời sống trong phú quý bình an. Yến Thù từ nhỏ đã thông minh, 7 tuổi biết làm văn, 14 tuổi nhờ tể tướng Trương Chi Bạch giới thiệu, được triệu kiến với danh xưng thần đồng. Yến Thù tính tình cương trực, thanh liêm, thích yến ở, giỏi tiến cử nhân tài, nên còn được gọi là bậc hiền vương. Vương An Thạch, Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu đều là đệ tử của ông. Yến Thù còn để lại rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có cuốn Giải Ách Giám, đã nêu ra 8 điểm trọng yếu giúp con người tiêu tai, giải nạn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cảm ngộ 8 điểm trọng yếu này của Yến Thủ nhé. Thứ nhất, tàng phong, giấu tài năng. Tai ương là hiện tượng cố hữu trong đời người. Khoe khoang biểu lộ tài năng là nguyên nhân tăng thêm tài ách. Muốn giảm tài ách thì tài học không nên dễ dàng hiển lộ. Người cầm quyền chiêu hiền đãi sĩ, hễ thành công thì người được chọn dễ thay đổi tâm thái. Con người trong cuộc đời luôn cố gắng truy cầu phú quý, nhưng nhiều người khi đạt được mục đích thì không biết kiêng kỵ và tu thân, mà thường dễ dẫn đến sự kiêu căng, ngạo mạn, hành xử như mình là trung tâm của mọi người. Do vậy, khó tránh khỏi sự gièm pha đố kỵ. Mọi người trên dưới đều khó lòng dung nhẫn. Người nhân đức không mưu cầu hư danh, tài đức mới là điều chân quý nhất. Kẻ minh trí không tham luyến quyền vị, minh trí thực sự là hiểu cách buông bỏ. Người dũng cảm sẽ không thừa thắng xông lên, dũng cảm thực sự là biết khiêm tốn, thu về. Cuộc sống luôn đầy rẫy những gian nan tai họa rình rập, có gì đáng huênh hoang đây. Thứ hai là ẩn trí tuệ. Biết sử dụng mưu trí một cách linh hoạt là điều có lợi, nhưng phô trương đùa cợt với mưu trí lại mang lại tai họa. Âm thầm sử dụng mưu trí mới hữu hiệu, công khai đùa cợt mưu trí thì hoàn toàn vô dụng. Không vì mưu cầu tham lợi của bản thân, đây là trí tuệ của người quân tử. Không muốn phải chịu cái thiệt thòi trước mắt, đây là sự giảo hoạt của kẻ tiểu nhân. Đừng oán trách trí tuệ thiếu hụt, hãy lo lắng khi trung nghĩa mất đi. Người ở trên đều hy vọng người ở dưới trung thành. Năng lực tài hoa vẫn chỉ là thứ yếu, làm thuộc hạ phải chú trọng thành tâm, quyền thuật vẫn chỉ là thứ yếu. Không minh bạch trạng thái nhân tâm này, tài ách ắt khó có thể đừng. Những kẻ ngốc nghếch thường khoe khoang mưu trí mà không biết đó là hành vi xuẩn ngốc. Thứ ba là giới dục, kiềm chế dục vọng. Trên đời, những người quá tham lam chất chứa nhiều dục vọng, được voi đòi tiên ắt sẽ mang lại tai họa và hối hận cho mình. Người có tấm lòng rộng rãi, khoan dung nhún nhường sẽ được người đời kính nể và không gây thủ chuốc oán. Do vậy, ở đời thích thứ gì cũng không nên thái quá. Nếu cứ cưỡng cầu ép buộc thứ gì đó về mình, ắt sẽ chiêu mời tai họa. Người quân tử tu thân dưỡng tính là vì tránh cái gốc họa hại. Kẻ tiểu nhân không hề kiêng kỵ là tự tìm đến chỗ chết. Sai lầm trong một ý niệm cũng dẫn đến sự khác biệt sinh tử. Kiểm soát lòng tham luyến của mình cần phải tu thần khắc nghiệt, không được dung túng buông thả. Muốn trừ dứt được ác dục cần phải nhổ cỏ tận rễ, không nên lạm dụng lòng nhân từ mà dễ dãi vì nó. Yêu cầu ức chế dục vọng có ích cho việc tu đức, cần nhớ kỹ phải khuyên răn quản thúc. Người ngộ được đạo lý này sẽ thuận lợi hanh thông, những tai ách sẽ rất khó mê hoặc lòng người. Thứ tư là tỉnh thân, phản tỉnh bản thân. Cổ nhân nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Do vậy, người tự biết mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử. Người nhìn thấu thế sự sẽ không mưu cầu xa hoa phù phiếm. Con người khi sinh ra, vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Sự vật cũng khác nhau, nhưng trạng thái lại tương đồng. Đối đãi với bản thân cũng như đối đãi với người khác vậy. Đại thể là không nên sơ suất.
Mưu trí thường không thể theo kịp sự biến đổi của tình thế. Người biết quan sát tinh tường cũng khó lòng nắm vững một cách chính xác. Lòng người dễ đổi thay, không suy nghĩ thấu đáo thì khó mà có thể xét đoán. Người thường cẩn trọng, tâm không tà niệm, tuân thủ chính đạo thì được an lạc bền lâu. Những người luôn biết lo lắng, tu tâm, không để lương tâm sai lệch sẽ không phải hổ thẹn. Tâm linh tĩnh tại, mãi ở nơi cát tường. Điều thứ 5, cầu thực, coi trọng thực tế. Người có tầm nhìn xa thường coi trọng hiện thực, kẻ mưu cầu lợi ích trước mắt thường giả dối. Cần thận trọng với những thứ nhiều người truy cầu tôn vinh. Cuộc sống không nên cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, như vậy sẽ đánh mất giá trị của bản thân. Không truy cầu thập toàn thập mỹ, ắt sẽ không làm tổn hại hiện thực. Sự gian dối sẽ không ngự trị trong một người khôn ngoan, trí tuệ tuyệt vời, vì nó thuận ứng với quy luật thiên ý. Người khôn vặt không coi trọng nhân đức, đó là vì đi ngược lại với cách xử thế và tình người. Đừng lo lắng vì thiếu hụt kiến thức hay không có một khả năng quan sát thế sự một cách sâu sắc, chỉ lo rằng không chuyên tâm học hành mà tiến bộ. Khi vất vả mệt nhọc mà không có thu được kết quả là bao, thì cũng không phải là sai sót buồn lòng. Khi ung dung nhàn tản, có khi lại đắc được nhiều kết quả. Kỳ thực chính là thiên ý vậy. Thứ 6, thận ngôn, nói năng cẩn trọng. Trong cuộc đàm luận, lời nói có thể chiêu mời tai họa. Lời hay, lời xấu đều có thể dẫn tới ác quả. Ngôn luận có thể làm hại con người hay không, toàn bộ nằm ở việc nắm giữ hay buông bỏ. Người quân tử trí tuệ không nói lời ngông cuồng, lời thực tại dễ khiến người khác nghe không lọt tai. Kẻ tiểu nhân thủ ác không bộc lộ chân tâm, ngụy trang khiến người khác không thể nhìn rõ bộ mặt thực. Do vậy, nghe lời nói của một người nào đó có thể biết được trí của người đó, từ đó có thể đoán biết được hành vi của họ. Một người nếu không có tín nghĩa thì lời họ nói ra không đáng nghe. Người phú quý nên khiêm nhường, đừng cao ngạo. Kẻ thấp hèn nên cung kính vâng mệnh, đừng ngông cuồng kiêu căng. Không biết điều cơ mật thì sẽ không tiết lộ, như vậy mới được an thân. Khi nói chuyện cơ mật mà không tránh mặt người thân, ắt sẽ bị tiết lộ ra và chiêu mời đại họa. Thứ 7, tiết tình, khắc chế cảm xúc. Sau khi thông hiểu kinh sách thì không nên bị tình cảm chi phối, ức chế tình cảm dục vọng, sau đó mới có thể lập thân hành sự ngay chính. Bảo vệ tình thân vô lý sẽ bộc lộ tư tâm, phóng túng tình bạn sẽ trở nên ngốc nghếch, không minh trí. Lạm dụng sự đồng tình sẽ thành kẻ ấu trĩ, không hề có chút bổn ý trung hậu nào. Quân tử kiêng kỵ bị thương, tiểu nhân kiêng kỵ lo nghĩ. Không chịu buông bỏ tình cảm sẽ bó buộc thân tâm. Muốn được ân sủng không thể chỉ dựa vào dung nhan, từ cách thừa hưởng tôn quý, vinh hoa có thể nhìn ra nhân phẩm. Tình nghĩa không thể dựa vào cám dỗ, trung tín có thể duy trì sự hài hòa. Và cuối cùng là thứ 8, thượng thiện, tôn sùng điều thiện. May mắn có nguyên do, hạnh phúc có nguồn cội. Thiên thượng bảo hộ người trung thiện, vì người ấy lĩnh ngộ được đạo thiện lương. Người nói lời thiện ý chưa hẳn đã tận thiện, cần phải quan sát hành vi của họ. Kẻ nói lời ngông cuồng chưa hẳn đã hung ác, cần phải xem xét nội tâm của người đó. Quân tử cũng oán giận nhưng không làm lỡ việc chính sự. Tiểu nhân cũng có bằng hữu nhưng sẽ không ngừng tranh đoạt. Lợi ích có thể cầu, đạo nghĩa ắt phải giữ. Ác niệm có thể mê hoặc kẻ ngốc, nhưng không thể mê hoặc người trí tuệ. Lương thiện coi trọng sự chân thành, không để tâm tới được mất. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 8 cách tiêu trừ tai họa của cổ nhân, giúp bạn sống đời an lạc. Quý vị và các bạn yêu mến, hãy hoan hỷ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, trí tuệ cổ nhân, tinh hoa Tam Quốc và nghệ thuật sống từ tranh đá quý Tân Vũ Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.